Dạ chào mấy anh, mời mấy anh vô dùng bữa nha. Dạ. Dạ. Thì ra đây là quán Ba Cô nổi tiếng đó hả? Các anh quá khen. Thì Ba Cô chủ quán đẹp quá trời nè, chút nữa anh sẽ thấy. Mấy anh chưa có kêu món gì phải không? Nhưng bữa nay tụi em sẽ khuyến mãi 3 món của quán. Đây, thực đơn đây, tụi anh cứ kêu thêm gì đi. Sao 3 món trùng hợp với Ba Cô quá vậy? À, tụi em có dụng ý đó. Nghe giọng hình như mấy em không phải người dùng này. Sanh tinh quá à. Tụi em ở thành phố lên, ba chị em, ba mẹ mất sớm, không tự làm thì sống làm sao được anh. May là có cái quán này, chứ không á hả? Trời ơi, nhắc chuyện buồn đó làm chi vậy? Mấy anh kêu món đi, tụi em dọn liền. Em xuống chuẩn bị đồ ăn nghe. Thôi, mấy anh tự nhiên nha. Nha. Anh Toàn siêu lòng hả? Đừng đùa cha. Vô ăn cơm thì ăn đi. Ăn thì nói ăn. Nhiều quá. Coi chừng cô Bích kêu á thì Linh nó nghe. Nhà gọi. Anh nghe đi Tâm. Rồi, tôi đây về liền. Có chừng mới rồi. Vậy hả? Kêu tính tiền đi. Em ơi, tính tiền đi. Dạ. Ủa, mấy anh đi liền hả? Xin lỗi em nha. Hết bao nhiêu tiền cho tụi anh gửi. Dạ khỏi, quán em khuyến mãi mà. Thiệt hả? Vậy mà nãy giờ anh tưởng em nói chơi chứ. Thiệt chứ anh, quán em là vậy á. Khách vô được mời 3 món trước rồi mới kêu sao. Hèn chi nổi tiếng dữ. Vậy thôi, tụi anh đang vội. Dạ. Hẹn cái khác nha. Dạ. Đi. Đây là địa điểm tài xế xe tải bị mất tích trên tuyến đường Bầu Bàng sang Phú Giáo. Điểm chung là họ đều chở hàng có giá trị rất lớn và bọn họ mất liên lạc với chủ hàng trên đoạn đường này. Đồng chí Tâm báo cáo đi. Dạ. Theo nhận định ban đầu thì có khả năng họ bị cướp. Dọc tuyến đường Bầu Bàng có địa hình hiểm trở và heo hút. Hơn nữa, vì là những chuyến hàng có giá trị nên khả năng bị cướp rồi thủ tiêu là hoàn toàn có thể. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ việc tìm kiếm xác nạn nhân. Chưa chắc. Nếu có ý định thủ tiêu, bọn chúng phải chờ cho tới khi việc thông báo mất tích lắng xuống. Vì nếu ra tay ngay, e rằng sẽ bại lộ. Những tài xế sau sẽ biết mà cảnh giác.
giữ con tin lại thì có ích gì chứ? Nếu con tin nhận ra được mặt chúng thì sao? Chúng ta phải tìm cách nào đó cho họ không nhận ra chứ. Các đồng chí nghiên cứu kỹ đoạn đường đó, xem xét tất cả những dấu hiệu khả nghi, rồi sẽ đưa ra nhận định cụ thể sau. Tiến hành điều tra ngay lập tức. Rõ. Còn đâu em? Em không biết làm sao nữa. Nói á, đợi má về mà nó cứ đứng ngó theo hoài à. Nhưng mà trời nắng như vậy, làm sao em cho nó theo được? Anh nhớ con quá. Tới lúc anh ra tù, chắc con mình được cũng 10 tuổi phải không em? Dạ. Từ giờ tới lúc đó, em phải vất vả nhiều lắm. Anh nói chuyện đó để làm gì? 5 năm nữa chắc cũng nhanh thôi mà anh. Quán hàng của mẹ con em á còn tốt lắm. À, em có mang thuốc vô cho anh nữa đó. Ước gì bữa đó anh không uống thì anh đâu có tông phải bà đó. Má con em đỡ khổ. Thôi mà anh, chuyện gì qua thì cũng qua rồi. Bây giờ anh ráng cải tạo cho tốt, mai ra được giảm án, để mau về với mẹ con em nhanh. Em yên tâm đi, ở nhà cố gắng nuôi con, đợi ngày anh về nha. Hết giờ rồi, thôi em đi về đi. Con vợ mày ngon thiệt. Đừng có động vô vợ con tao. Cũng còn tùy, coi thử coi mày biết điều hay không đã. Nhưng họ biết là tôi chết đó. Còn hơn vợ con mày không được sống. Em nói đúng, đoạn đường này dễ bị thịt lắm. Nhưng anh nghĩ coi, nãy giờ mình đi trong rừng cây ra đâu có dấu hiệu bị rình rập. Nếu chúng muốn tấn công thì tấn công từ trong rừng ra. Bữa trước về anh cũng đã ghé vô đoạn này rồi, có 6 quán ăn nhưng cách nhau khá xa. Minh Tâm nhìn kìa, họ vô đó để nghỉ ăn đêm. Có khi nào quán ba cô, tên gì kỳ vậy anh Toàn? À, ba cô chủ quán xinh đẹp nên mới đặt tên như vậy. Ba chị em vì cực khổ nên mới phải lên đây lập nghiệp. Phải công nhận họ đẹp thiệt. Nhưng anh hơi băn khoăn, vì họ không những không có vẻ gì lam lũ, mà trái lại còn tỏ ra rất dư dả. Vì họ đẹp mà. Mà người đẹp thì đâu có nghèo đâu anh. Anh còn cười nữa sao? Không đúng hả? Anh mà mê cô nào á lại mét bít đó. Vậy thì anh chịu thua. Anh Toàn. Hả? Mình vô đó thử coi. Khỏi, vô trọng với em còn làm ăn gì được. Lòi đuôi nha. Nè, đừng tưởng thiệt, anh đùa chút vậy thôi, đừng nói với Bích nha. Sợ rồi hả?
Thưa thủ trưởng, khả năng mất tích chỉ có thể xảy ra khoảng 10 cây số. Vì trên đoạn đường này có 6 quán ăn, quán nào cũng sâu hun hút, diện tích rộng, dễ dàng che giấu. Xung quanh không có gì khác hả? Dạ không, xa lắm mới có một vài nhà dân, còn lại là rừng rậm. Tụi em đã xuống đó coi thử, rừng cây không có hiện tượng bị xô rạp. Đường mòn thì cách khá xa. Nếu bọn tội phạm đi đường rừng để cướp xe thì chắc chắn phải còn lại chút dấu vết. Vì vụ mất tích gần đây nhất, cách hơn một tuần. Đúng như vậy, khả năng chúng thực hiện phi vụ tại các quán ăn là rất lớn. Hai đứa ra hết đoạn đường rừng rồi chứ? Dạ, còn một đoạn. Nhưng chúng em thiên về giả thuyết, chúng sẽ dùng quán ăn để che đậy. Vậy sao không nghĩ tới việc bọn chúng hành động ngay trên tuyến đường? Bọn chúng có thể đuổi theo chiếc xe, bắt tài xế dừng lại, hoặc tạo hiện trường giả. Một vụ tai nạn giao thông, tài xế phải dừng lại và bị cướp. Nhưng thưa thủ trưởng, theo em, thứ nhất, đuổi theo xe tải và bắt tài xế dừng lại là điều khó thực hiện. Vì đoạn đường này nhiều khúc cua và tối, hai xe không thể chen nhau được. Còn dựng hiện trường giả sẽ mất nhiều thời gian, có khả năng để lại nhân chứng. Vì đoạn đường này có nhiều xe tải qua lại. Nhận định khá đó. Vậy sao quán ăn đó đặc biệt không? Ngoại trừ địa hình giống nhau. Dạ, tụi em chưa vô trọng quan sát. Nhưng để tìm ra sợi dây liên hệ giữa những vụ mất tích và 6 quán ăn này thì cũng quá khó khăn. Vậy hãy điều tra từng quán một. Nếu để lâu, sẽ có những trường hợp mất tích khác nữa. Phải khẩn trương lên, có kết quả báo cáo ngay nha. Rõ. Rõ. Em đùng nút qua tao nè. Phụ trà đi. Tao đi bỏ vô mày. Ờ. Im lửa lên đi. Từ, để tao chờ xong nè. Đưa mấy củi qua luôn nè. Đưa mấy củi đi. Nhìn đi cái bộ la đó mày. Chạy sạch nha mày. Biết rồi. Phụ tao này coi. Ghi kỹ xíu nha. Anh Khải đi ra dọn bàn nha. Dạ. Ừ. Sao mày? Tôi không làm đâu. Quản giáo canh gác kỹ lắm. Mày cứ nghĩ tới vợ con mày là mày làm được liền.